Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Nhật Thanh á, nghe các bạn bên Việt Nam than phiền khá nhiều, chẳng hạn như muốn mua bone meal, blood meal thì khó khăn lắm. Và mình nhớ rằng á, mình có chia sẻ bài trước giống như là mình có những cái loại gì mình thay thế cho bone meal hay blood meal, nhưng mà nói tới kích thích cái rễ cây á, nó mọc và cho ra nhiều bông nhiều trái thì không phải chỉ có bone meal không đâu các bạn, mà có khá nhiều loại xung quanh nhà mình kiếm khá dễ dàng. Thì chẳng hạn như cái gì, và Nhật Thanh nhớ mình chia sẻ khá nhiều, đó là quế, mà cái cây quế mà mình hay nấu ăn và bên Mỹ mình gọi là cinnamon đó các bạn. Thì cái cây quế đó, nếu bên Việt Nam á, các bạn không kiếm được bột thì mình phải tự giả thôi. Chứ bên Mỹ này á, thì khá nhiều, mình vô Costco hay là mình vô Sam hay là Walmart, chợ nào cũng có bán hết trơn các bạn. Thì mình thấy quế trong Costco, mình sử dụng qua khá nhiều loại quế. Thì mình thấy quế trong Costco là tốt nhất. Mà khi các bạn bón quế vô trong cây, mình phải biết cách, giống như là mình bón sao cho đúng. Nếu mà mình đào cái gốc, mình rải quế ở dưới cái gốc rồi mình đặt cái cây lên thì cái đó là không có đúng. Thì một quế mà các bạn muốn giúp cho kích thích cái rễ của mình phát triển nhanh, thì nếu mà mình mới bắt đầu trồng thì mình có thể trộn chung với đất, giống như là mấy lần trước Nhật Thanh chia sẻ khá nhiều, mình trộn chung với đất. Quế vừa giúp cho cái rễ cây mình phát triển nhanh mà nó diệt đi những cái nấm ở trong đất của mình, mà đất không bị nấm thì cây của mình đâu có bị nấm các bạn. Thì đó là cách bón thứ nhất, là mình trộn chung với đất. Còn cách thứ hai là mình làm như thế nào, đó là khi các bạn trồng xong rồi á, thì mình rải trên cái mặt đất và mình tránh cho nó dính cái cây đi, mình rải trên cái mặt đất vậy nè. Và mình bón như thế nào, cây con cây nhỏ khi mới bắt đầu trồng á, thì các bạn chỉ bón, thí dụ Nhật Thanh thí dụ thôi nha, cái cây thí dụ cao như đây á, thì mình bón khoảng chừng 1 hay 2 muỗng cà phê thôi ở dưới gốc, và một tháng mình bón một lần thôi. Còn cây lớn hơn thì các bạn giống như mình canh. Cái đó là Nhật Thanh nói cây nha, còn rau là khác nha các bạn. Cái đó là mình kích thích rễ. Ngoài cái quế ra thì mình còn cái gì các bạn? Đó là nha đam. Nha đam thì có lẽ rằng khi Nhật Thanh nói tới đây thì các bạn nói ô hoang phí quá, tại sao mình lấy nha đam để mình bón để kích thích rễ. Nha đam thứ nhất là trồng khó, rồi nhiều khi mua mắc nữa. Mình nghe nhiều bạn nói rằng khi mình trồng nha đam như vậy, mình trồng ở trong mát. Nhưng mà các bạn biết, nha đam mình trồng nó ở ngoài nắng càng tốt, chứ không phải là mình nghĩ trồng trong mát, tại vì người ta kinh doanh, các bạn thấy người ta trồng nguyên một cái vườn nha đam. Nếu mà trồng trong mát thì đâu có chỗ nào mát nhiều như vậy. Mà cái cây nha đam khi mà nó ở càng ngoài nắng thì nó mọc càng thẳng, nó không bị, mình trồng trong mát thì nó hay bị ẹo tới ẹo lui, nhưng mà khi cây nha đam các bạn trồng ở ngoài nắng thì nó mọc thẳng khá tốt. Và cái cây nó phát triển tốt lắm nên mình đừng có sợ. Và Nhật Thanh trồng xung quanh nhà mình nha đam khá nhiều. Mình ít khi nào mà mình giống như là mình không có chăm sóc thường xuyên đâu. Nhiều khi một tuần mình tưới nước có một lần à. Mình tưới nước một lần, mà nhiều khi bữa nào mà Nhật Thanh thấy mưa là mình cũng không có tưới nước nữa. Và lâu lâu mình rải cho nó một chút xíu phân thôi. Thì sinh tồn khá tốt các bạn, tại vì nha đam cũng giống như là một dạng cây xương rồng nên mình không có bỏ thời gian quá nhiều. Mà các bạn thấy cây xương rồng khi mình chẻ nó ra ở trong, tuy rằng mình không tưới nước nhiều, mình không chăm sóc tốt, mà cái trong nó cũng có nước, cái lá nó cũng được tốt. Thì cây nha đam mình cũng vậy thôi. Mà nếu mà mình xiên thì tuần mình tưới 2 lần. Mình vừa trồng nha đam xung quanh nhà mình khá dễ, vừa làm cảnh đẹp nè, mình có thể ăn làm mỹ phẩm hay cái gì đó, và mình có thể sử dụng nha đam làm phân các bạn. Khi mà các bạn sử dụng nha đam mà mình làm phân như vậy thì nó vừa giữ, mình không phải là nó giữ ẩm đất hoài hoài đâu, thì nó xài hết, mình tưới nước một thời gian dĩ nhiên nó phải trôi, nhưng mà nha đam vừa giữ cho cái đất của mình nó được ẩm ướt, mà nó được diệt được một số nấm luôn nha các bạn, chứ không phải là không diệt nấm đâu, và giúp cho cái rễ cây của mình
phát triển khá tốt. Và nha đam á, thì khi các bạn sử dụng nó nhẹ lắm, mình à, có thể mình tưới cho rau cây của mình á, mình không có sợ quế thì mình hơi cẩn thận một chút xíu, nhưng mà nha đam á, mình không có sợ điều đó, mình tưới thoải mái luôn, mình tưới thoải mái. Và đó là hai loại mình có thể thay thế cho bone meal để giúp cái rễ cây phát triển lẹ mà lại diệt nấm nữa các bạn. Mà xung quanh nhà mình á, mình kiếm khá dễ, không có một cái gì khó. Và hôm nay á, mình sẽ chia sẻ một cách làm phân khá đơn giản, giống như là mình trong vườn mình có cái gì mình lấy cái đó làm phân. Nhiều khi á, mình nói chợ tôi không có tiền mua phân, rồi phân làm như thế nào, nhưng mà khá đơn giản các bạn. Chẳng hạn các bạn thấy ở Mỹ này cây bồ công anh khá nhiều, mọc đầy cả sân cỏ mình. Nhiều khi mình nói mình muốn bấn, mình dục nó đi, mình nói là khá nhiều luôn đó. Nhưng mà bồ công anh có hàm lượng calcium trong đó khá nhiều. Nhiều khi mình nói dùng sữa có calcium để tưới cho cây, nhưng mà cây bồ công anh á, có hàm lượng calcium trong đó khá nhiều, và nó có potassium trong đó để giúp cho sức khỏe cái cây của mình khá tốt. Bởi vậy á, bồ công anh mọc đầy vườn các bạn, mình bấn cái đó, mình cũng có thể làm phân cỏ hay rau lá gì, bất cứ cái gì trong vườn của mình có được, thì hôm nay mình sẽ sử dụng để làm phân. Thì thôi các bạn đi theo mình nha. Những cái bông bồ công anh á, thì nó bay khắp vườn của mình. Nhiều khi nó bay vô những cái chậu bông này á, thì mình để luôn. Mình để thấy nó vừa sạch các bạn. Mình có thể ngắt những cái lá này, mình ăn như xà lách, hay là mình bứng cái rễ lên á, mình xài mình uống cũng sạch và dễ dàng nữa. Còn hôm nay thí dụ mà mình bấn làm phân á, thì mình sẽ bấn nguyên cái cây này lên. Nè các bạn thấy cây bồ công anh. Thì có nhiều bạn hỏi mình cây bồ công anh nó ra sao. Thì thường thường á, cây bồ công anh á, thì nó chỉ có một cái rễ duy nhất như vậy thôi. Và cái bông ở đây, bên cái cây kế bên đây nè, nó có cái bông. Thì cái bông á, thường thường á, nó mọc ngay từ dưới gốc nó lên, chứ không phải là giống như là mình nó mọc lên cái nhánh rồi mới mọc bông. Cái đó là không phải các bạn. Mà cái bông của bồ công anh á, thì nó mọc ở dưới gốc này, nó đi lên. Và Nhật Thanh á, có cái bài chia sẻ về bồ công anh, thì lúc đó mình mới làm YouTube á, mình nói tùm lum tùm la hết. Nhưng mà cái ý nghĩa chính thì mình nói khá rõ trong cái bài đó đó. Bồ công anh này các bạn cũng cẩn thận nha. Và đây á, là cái hạt giống của bồ công anh. Khi mà mình thấy như vậy á, thì mình cũng thường hay ngắt lại và mình rải vô ngược lại trong chậu để mai mốt nó mọc đó các bạn. Mà cái bồ công anh này nè, mình không nên uống thường xuyên quá. Cái này á, nó dễ làm giống như là hạ huyết áp của mình nè. Cái thứ nhất là hạ huyết áp, nên mình phải, các bạn mà hay bị như vậy thì nên ăn trước khi uống đó, để cho mình không bị chóng mặt. Cái thứ hai là bồ công anh á, dễ gây giống như là bị giống như là về sạn thận, nên các bạn uống nên không có lạm dụng nhiều quá. Đây, cái rễ bồ công anh này nó bự nè, này lâu rồi. Tuy rằng các bạn thấy cái lá nó nhỏ, nhưng mà tại vì mỗi lần nó mà héo hay là nó hư, mình hay ngắt ngang rồi mình bỏ thì mình cứ ngắt vậy các bạn. Mình cứ thấy cái lá nó già héo xấu, mình cứ cắt ngang thì nó mọc lại, nó có cái rễ dưới là nó mọc lại nha. Đây là cây bồ công anh. Thì mình thu hoạch sơ cho các bạn xem. Mình dùng cái này mình sẽ làm phân. Đây, mình sẽ ngắt những cái lá. Thí dụ mà những cái lá nào trên cây của mình, mình biết khi các bạn làm vườn á, thì cái lá cây của mình, mình hay ngắt bỏ nhiều lắm. Mà mình bỏ thì uổng đó. Mà mình ấm xuống dưới gốc á, thì mình thấy nó hơi, các bạn sẽ nuôi những cái con côn trùng đó. Không có nên ấm như vậy. Mình phải đợi, một là nó rã ra, mình giống như mình để vô một cái thùng cho nó rã ra, xong mình bón dưới gốc. Hai là giống như là Nhật Thanh đã từng chia sẻ, mình làm mấy cái hũ á, mình đựng, rồi giống như là mình đựng mấy cái lá này, mình đựng thẳng ở trong chậu, mình bón phân luôn.
Nhưng mà cách ngày hôm nay á, thì mình làm hơi khác một chút xíu. Nè, các bạn thấy cây đậu bắp của mình, nó khi mà nó cao, nó già cằn cỗi, mình cắt ngang thì ở dưới gốc nó mọc lên những cái nhánh và trái nó vẫn mọc bình thường nha. Đây thì mình ngắt, mình lấy những cái lá này, tại vì lá nó có hàm lượng nitrogen trong đây cũng khá nhiều đó. Mình ngắt những cái lá nào trên cây mình bỏ thì mình ngắt, mình lấy xài. Khi mà pha cái phân này á, thì mình có những cái lá cây nè, thì nó có hàm lượng nitrogen ở trong đây, và bồ công anh nữa, nó có potassium nè, rồi có calcium trong đây nữa các bạn, khá nhiều. Thì mình chỉ làm thí dụ, mình hái một số lá cho các bạn xem thôi, chứ Nhật Thanh không có hái thật là nhiều. Một là các bạn có thể xay ra, hai là mình có thể mình cắt nhỏ ra, mình cắt nhỏ ra. Mình cắt ra xong rồi mình kiếm một cái thùng 5 gallon á, mình bỏ vô trong đó. Mình cắt ra chẳng qua là mình chỉ muốn cái chất trong những cái lá này nó ra lẹ và dễ phân hủy. Đây, sau đó thì mình gom mình bỏ vô trong đây. Các bạn phải làm nhiều hơn, nếu mà một cái thùng 5 gallon như vậy các bạn có thể sử dụng nhiều hơn những cái lá này cũng không sao. Nếu mà mình sử dụng nha đam để làm giống như là cái chất kích thích rễ, thì mình bỏ vô đây thì Nhật Thanh đã xay sẵn rồi các bạn. Mình xay sẵn, mình bỏ vô trong đây luôn nha đam. Nếu mà mình sử dụng nha đam rồi á, thì mình không có cần sử dụng quế. Mà nếu mình sử dụng quế thì mình không sử dụng nha đam nha. Và các bạn có thể giống như là mình thích, giống như là mình bỏ cho một chút muối Epsom trong đây cũng được. Mà các bạn không bỏ cũng không sao, thì mình bỏ một chút muối Epsom vô trong đây. Nếu các bạn muốn bỏ thêm một chút xát cà phê trong đây cũng không thành vấn đề nha. Thì mình bỏ muối Epsom vô trong đây. Mình không có cái muỗng á, mình múc đại bằng cái nắm tay luôn các bạn. Mình bỏ khoảng chừng 4 cái nắm tay như vậy. Mà nếu mà bên Việt Nam các bạn kiếm không được, không thành vấn đề nha. Mình chủ yếu là cái lá cây, mình có lá cây, có nha đam, giống như là trong vườn mình, rau, cỏ, cây gì á mình sử dụng được là mình cắt, mình bỏ vào trong đây để mình ngâm. Có bạn bên Việt Nam hỏi mình á, muối Epsom này mua ở đâu. Thật sự ra Nhật Thanh rời khỏi Việt Nam khá lâu rồi nha các bạn. Mình cũng chưa bao giờ mình trở về Việt Nam nên mình không có biết mua những cái bịch muối này ở đâu. Nhưng mà mình nghe các bạn bên Việt Nam nói mua cái muối này khá mắc đó. Khi các bạn sử dụng nước á, và vào cái buổi trưa này nè, nó cái nước dồi nước nó hơi ấm ấm thì nó dễ làm cho những cái lá, những cái chất trong cái lá nó ra hơn. Nếu mà mình sử dụng nước sôi thì không nên nha, tại vì nó dễ chết những cái vitamin trong những cái lá, nên mình dùng những cái nước ấm trong cái vòi này là được rồi, mình thấy được rồi đó. Cái này á, mình khuấy đều lên. Nếu mà mấy cái lá này nè mình xay á, thì mình chỉ cần ngâm á, vài tiếng là mình có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà những cái lá này nó chưa có xay thì mình phải để ít nhất từ 1 cho tới 2 ngày để cho những cái lá này nó ra cái chất dinh dưỡng, thì mình mới đi tưới tới những cái gốc cây nha. Và cái theo cái cách bón phân của mình á, thì lúc nào mình cũng tưới phân vào buổi chiều mát, chứ mình không có tưới vào buổi trưa hay buổi sáng. Trời khá nóng, cho dù mình tưới buổi sáng thì chừng vài tiếng là chưa nắng rồi các bạn. Nên mình nên chọn vào buổi chiều để cho nó được một buổi tối giống như là mát mẻ nó. Cái cây của mình nó hút phân, nó không có bị, cho dù
thiên nhiên hay là hóa học gì cũng vậy, mình thấy nó tốt hơn. Còn nếu mà các bạn nói mình muốn sử dụng quế nè, bột quế này vô trong cái hộp cái này được không, mình muốn thêm nữa được không, không thành vấn đề các bạn, mình có thể bỏ một muỗng cà phê vô trong đây nếu mà các bạn muốn nha, nếu mà các bạn muốn. Còn nếu mà mình không có nha đam á, thì bao nhiêu quế mình bỏ vô trong cái thùng 5 gallon này thì mình có thể sử dụng 2 muỗng cà phê nha. Và mình cũng ngâm, mình ngâm một ngày hay cho tới 2 ngày thì mình hẳn sử dụng để cho những cái chất dinh dưỡng nó ra đó, rồi mình mới xài được. Và khi mình có nhắc kỹ lại quế này các bạn tưới cho rau, mình muốn kích thích cái rễ cây của rau nó phát triển thì mình tránh tưới lên những cái lá, và khi mình tưới xong mình phải rưới nước sơ qua để cho nó đừng bám vô những cái lá, nó mất công nó bị cháy á. Mình hờ mình muốn nói gì thôi, nhưng mà mình không phải là tuần nào mình cũng bón như vậy hết, và mình có thể sử dụng giống như là mình sử dụng một tháng mình có thể sử dụng một hay hai lần thôi theo cái phương pháp này mình bỏ quế. Còn nha đam thì mình thấy không phải là nó nhẹ, nó không có ảnh hưởng nhiều các bạn, mà cái tính chất của nó hiền hòa hơn hơn quế, nên mình có thể bón mỗi tuần được. Nha đam mình có thể bón được mỗi tuần, nhưng mà quế thì mình có thể bón một tháng một hay hai lần thôi, không có bón nhiều quá. Đây mình pha ra và mình ngâm từ 1 cho tới 2 ngày, mình thấy 2 ngày là tốt nhất để cho những cái lá này nó ra chất dinh dưỡng á, tại vì mình không có xay. Không xay thì mình phải cần thời gian lâu, mình ngâm lâu hơn. Thì mùa này á, Nhật Thanh thấy á, trong vườn các bạn cây lá mình hay tỉa khá nhiều nên mình có thể dùng làm phân đó. Nếu mà các bạn muốn sử dụng quế để bón cây ăn trái thì mình sẽ sử dụng cái lượng lớn hơn chứ không phải là như vậy. Cái này là mình pha là chỉ bón cho rau, cho cây cà, cây ớt, cây cà chua, những cái cây rau của mình thôi. Rồi không phải là cho cây ăn trái các bạn. Nếu mà cây ăn trái thì mình phải cần một cái lượng lớn hơn. Thì chẳng hạn như cái cây sau lưng này của mình á, thì mình có thể bỏ chừng khoảng, bỏ thẳng luôn, mình bỏ thẳng quế ở dưới gốc luôn, mình bỏ khoảng chừng 3 hay tới 4 muỗng cà phê xung quanh cái gốc của nó mỗi tháng mình bón như vậy. Và cái nếu mà cái cây lớn hơn á thì mình bỏ cả một cái hũ mình mua 99 cent trong Walmart, mình bỏ thẳng dưới gốc luôn. Mà còn cây lớn hơn nữa thì mình sẽ bỏ hai hũ các bạn. Như coi coi cái cây nào mình nói thực sự lớn trong cái vườn của mình, chắc cây hồng. Cây hồng của mình, cây hồng giòn, cây hồng mềm của mình á, chút nữa mình quay cho các bạn xem. Thì mình có thể bón khoảng chừng hai hũ nhỏ 99 cent ở dưới gốc, và một tháng mình bón một lần thì vừa giúp cho cái rễ cây phát triển và đất của mình không bị nấm và cây mình không bị nấm nữa các bạn. Thì cây ăn trái bắt buộc mình phải bón mạnh hơn, còn rau cải thì mình phải nhẹ tay một chút xíu thôi. Nhật Thanh xin ngưng ở đây nha, và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ. Mấy bữa nay mình đi lo ha, đi tới nhà người này người kia, mình đi làm tùm lum á, mình chưa ha dọn cái giường của mình nữa, bão thổi lá cây bay tùm lum hết trơn á, nhìn thấy nó dơ lắm. Hôm nay Nhật Thanh phải đi dọn cái giường của mình đó, và hôm nay có đi làm nữa nên Nhật Thanh thất nghiệp ở nhà quay phim cho các bạn xem. Và thôi xin hẹn cô chú anh chị các bạn kỳ sau. Bye bye mọi người nha, bye bye.